giai đoạn từ 1 cho tới 3 tháng tuổi là tẩy dung cho chó con. Trước khi tẩy dung thì anh em phải quan sát là con chó nó khỏe mạnh, đi phân bình thường, không bị tiêu chảy thì mình mới cho tẩy dung được. Và nhắc lại lúc là 6 tuần tuổi và 8 tuần tuổi. Sau đó thì cứ 1 tháng mình sổ 1 lần cho đến khi 6 tháng tuổi trở đi. Từ 6 tháng tuổi cho tới lớn thì cứ là 4 tháng sổ dung 1 lần. Rồi nếu như mà mình nuôi ở trong môi trường nuôi chuồng sạch sẽ thì 6 tháng sổ dung 1 lần cũng được. Còn giai đoạn 2, giai đoạn chó nhỏ từ 4 cho tới 8 tháng tuổi là chó nó trơ trọi đó, thì giai đoạn này là vô cùng là nhạy cảm, quyết định sự thành bại của một con chó lớn lên là có đẹp hay không, chính là nằm ở giai đoạn này. Nên cần lưu ý những vấn đề như sau: là chó bị bệnh hạ bàn. Bệnh hạ bàn là ví dụ như cái chân con chó thường thường nó đi là cái bàn chân nó sẽ đứng thẳng thẳng xuống dưới mặt đất như thế này, nó sẽ tạo thành đường thẳng, nhưng mà nó hạ bàn thì chân nó sẽ bị yếu như vậy nè anh em, nó bàn chân nó sẽ bị yếu như vậy, nó không có được thẳng như vậy. Thì là nguyên nhân là do nó quá mập, ăn quá nhiều và bị lười vận động, do nuôi nhốt chuồng bị nhỏ quá, mấy chuồng chật hẹp thì nó sẽ hay bị cái bệnh hạ bàn. Và nguyên nhân cốt lõi là do bị thiếu canxi, bệnh thiếu canxi đó, đó là bệnh hạ bàn. Rồi có bị bệnh võng lưng, thì nguyên nhân của bệnh võng lưng là cái lưng con chó thường thường nó sẽ thành đường thẳng nhưng mà nó sẽ bị ẩm cong xuống như vậy đó, chó nó sẽ không đẹp, dáng chó sẽ không đẹp. Nguyên nhân của bệnh võng lưng đó là cũng trong giai đoạn phát triển từ 4 tới 8 tháng tuổi đó, mà ăn quá nhiều chó, quá nhiều mỡ mập đó, có bị thiếu canxi thì nó sẽ gây ra bệnh võng lưng, thì nó cũng tương tự như bệnh hạ bàn. Nên em lưu ý trong giai đoạn từ 4 tới 8 tháng tuổi nha, bổ sung nhiều canxi cho nó. Rồi thời điểm là chó thay răng cũng phải cần bổ sung một lượng canxi cực lớn để bù vào cơ thể. Rồi cái tập thứ B, cái tập là tay không dựng được, tay không đứng. Tay không đứng tưởng chừng nó rất là đơn giản nhưng mà nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Nguyên nhân chính là có thể là do thiếu canxi nên cái xương sụn tay mềm không thể đứng được. Rồi chó ít được vận động nên cơ tay không phát triển nên cũng không đứng được. Hoặc là những con chó nó có tật bẩm sinh, tay mỏng, cái lỗ tai nó bị mỏng, nó cũng không đứng lỗ tai được. Hoặc là nguyên nhân và cách khắc phục là anh em cũng bổ sung cái lượng canxi để cho nó nhấc cái tai đứng lên nha. À, okay. Ví dụ như chó nhỏ thì sáng uống một viên, chiều uống một viên, mình có thể là pha vô nước rồi xong mình lấy nước để mình pha vô trong đồ ăn thì nó ăn cũng được, hoặc là mình lấy sữa mình pha nước mình bỏ một ít sữa vô thì cái viên canxi nó cũng tan nữa, cũng cho chó uống được, cách rất là dễ. Cách nữa là chích canxi. Chích canxi là trong những trường hợp là chó bị bệnh hạ bàn nặng quá rồi, nó bị bệnh hạ bàn nặng quá rồi, nó bị yếu quá, chân sống hết trơn mà mình cho uống thì rất là lâu, mình phải chích thì nó hấp thụ nhanh hơn. Rồi giai đoạn trưởng thành, giai đoạn trưởng thành là giai đoạn từ 9 cho tới 15 tháng tuổi. Nếu trải qua hai giai đoạn kia tốt thì giai đoạn trưởng thành thì từ 9 tới 12 tháng là chó đã phát triển hầu hết về khung xương và thay răng xong rồi, nên nhu cầu canxi ở giai đoạn này không còn cao nữa. Mà anh em chú ý nếu như mà qua giai đoạn này bổ sung canxi quá nhiều thì có thể là dẫn tới cái bệnh bị sỏi sỏi thận nha. Mà giai đoạn này á, giai đoạn trưởng thành này cái điều cần thiết nhất là cho chó vận động nhiều đó, dẫn nó đi dạo xã hội hóa cho nó vui đùa với các hộ vật nuôi khác để cho nó quen với môi trường, nó hình thành tính cách nó không bị hung dữ quá mà nó sẽ trở nên thân thiện với mọi người, mà chó cũng không bị stress nữa anh em. Vừa vận động mà vừa huấn luyện cho nó vui chơi luôn, đó là giai đoạn từ 9 tới 12 tháng tuổi mình gửi được huấn luyện rồi cũng giai đoạn đó là tốt nha. Kết luận là nuôi chó thì là không nên nuôi nhốt chuồng à, mà nếu như nuôi nhốt chuồng thì phải chuồng cho nó rộng chút, chuồng cho nó rộng cho nó thoải mái, mà nhốt chuồng thì đủ 3 mũi nha, từ chó nhỏ tới trưởng thành đủ 3 mũi. Mũi đầu tiên á, mũi đầu tiên thì là mình tiêm vào 40 ngày tuổi là mũi nạp bệnh của Mỹ, sản xuất Mỹ, ok nghe hạn Pfizer được á. Rồi mũi thứ hai là 60 ngày tuổi tiêm mũi bệnh, rồi từ mũi thứ hai cho tới mũi thứ ba cách nhau 4 tuần nữa à, tiêm mũi thứ ba và sau 3 mũi tiêm là nó đã hình thành kháng thể ok rồi đó. Còn sổ dung á thì cứ 3 4 tháng là sổ dung 1 lần. Rồi, bổ sung canxi á thì bổ sung canxi từ giai đoạn từ 4 tháng tuổi cực kỳ cần tới 8 tháng tuổi để chống các bệnh hạ bàn, chống lưng, sổ tay. Rồi ok ha, qua phần mới. Khi nào còn số 5, khi nào nên tắm chó và khi nào không nên tắm chó. Rồi ok, vô. Có nên tắm chó không? Cái đầu dòng số 1. Khác với loài người, chó thì không có tiếng mồ hôi và nó trao đổi không khí qua cái phần lưỡi để nó thoát nhiệt ra ra bên ngoài. Ở khí hậu Việt Nam thì khí hậu nóng ẩm nên chó rất là dễ bị cái bệnh ngoài da như là ghẻ, ve, nấm, có thể gây mùi hôi cho chó. Rồi mình nên tắm cho chó thì tắm khi nào? Nếu mà trời thời tiết quá lạnh thì không nên tắm, chó mẹ đang cho con uống thì cũng không nên tắm, chó đang bị ốm hoặc có nghi dấu hiệu bị bệnh cũng không tắm, chó đang thời kỳ lên giống động vật chuẩn bị phối giống, nếu tắm thì sẽ mất mùi đặc trưng của chó thì chó cũng sẽ không phối, có phối chó cái sau khi phối giống xong trong vòng 15 ngày cũng không nên tắm, chó con mới vừa sinh ra không được tắm, chó mới mua về nuôi không được tắm, chó mới vừa chích ngừa không được tắm, chó mới vừa vận chuyển đi xa không được tắm. Cách để trị mùi hôi và nấu nước tắm cho chó để chữa cái mùi hôi thì có thể dùng một số cái mẹo thuốc dân gian như sau: tắm bằng lá cây hoặc là hoa quả, có thể dùng là nước chanh bắt vô cái bọt lông đó rồi sau đó tắm để tẩy sạch ba cái chất bẩn bên da đó, rồi dùng cái tỏi lá như lá lá khế, lá bưởi, lá trà xanh, lá cây sà cừ, lá cây xoan ở miền Bắc hoặc các loại lá có chất chua, có thể là nấu nước để tắm đi cho nó khử cái mùi hôi cơ thể đó. Mình sẽ chỉ cái mẹo mẹo cho chó uống thuốc dễ dàng. Khi mà anh em nuôi chó thì tất nhiên là sẽ có trường hợp sẽ bị cho bệnh,
đối với những vật nhỏ thì mình có thể nhét thuốc rất là dễ dàng và nó sẽ có thể uống được, nhưng mà đối với những vật lớn thì sợ nó bị nó giữ nó cắn gì thì mình rất là khó làm nhét thuốc gì đó. Thì cái cách mình hay dùng á là một là mình đổ vô thức ăn, mình nấu cơm hay cháo gì nhỏ bỏ vô, nhưng mà có cái đó không nó nghe cái mùi hôi thuốc thì nó không ăn, bỏ luôn cái tô cơm cháo đó. Thì mình sẽ dùng một cây xúc xích gì mà một cây xúc xích này cắt ra nhỏ thì sau đó mình lấy viên thuốc á mình nhét vô trong xúc xích mình cho chó ăn thì nó sẽ rất là dễ dàng để ăn thuốc đó. Nhưng mà cứ lưu ý khi nuôi chó già, nuôi chó già thì cái sự vận động cho được vận động rất là quan trọng, phải cho nó di chuyển thì nó sẽ không bị bệnh béo phì, giống như cơ bắp nó không bị lão hóa, nó cũng sẽ đỡ cái tình trạng căng thẳng thần kinh, đỡ bị stress hơn và đỡ bị nhiễm các bệnh, rồi hệ xương khớp nó cũng tương đối là khỏe mạnh. Chó già thì hay bị trường hợp là quá mập, hay bị tụ mỡ, rồi các bệnh như là cao huyết áp, xương khớp, nó cũng giống như người vậy. Cần vận động và bổ sung các loại vitamin, rồi qua phần mới chữa bệnh viêm khớp ở chó. Chó thì thường hay bị bệnh viêm khớp là ngay tại khớp chân, khớp chân những biểu chân nó sẽ bị phù lên. Nó bị phù lên nguyên nhân đó là nó bị viêm khớp, có thể là do bị thiếu canxi hoặc là sụn nó bị chấn thương cũng sẽ gây viêm khớp. Thì cách mình phòng ngừa bệnh viêm khớp là bổ sung đầy đủ canxi, và nếu bị viêm khớp thì phải sử dụng thuốc kháng sinh.